tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Không cần thông dịch, Hoàng Thùy xuất sắc lọt top 10 vòng interview tại Miss Universe 2019. Tiếp tục thể hiện phong độ chiến đấu hừng hực tại Miss Universe 2019, Hoàng Thùy bước vào vòng phỏng vấn kính của cuộc thi trong tâm thế vô cùng tự tin và quyết tâm giành được tấm vé in top trong đêm chung kết. Đối diện với ban giám khảo, đại diện Việt Nam lựa chọn bộ vest vàng nổi bật, vừa thanh lịch vừa mạnh mẽ để thể hiện sự bản lĩnh của mình. Theo như thông tin Hoàng Thùy chia sẻ với gia đình, cô nàng tự nhận thấy mình đã hoàn thành tốt vòng phỏng vấn kính và không sử dụng phiên dịch. Mặc dù chưa được xác minh, nhưng có một số diễn đàn sắc đẹp tiết lộ rằng Hoàng Thùy lọt top 10 thí sinh có phần interview xuất sắc nhất. Được biết, điểm số của phần thi này chiếm đến 60% tổng điểm và quyết định cô gái nào sẽ tiếp tục hành trình chinh phục chiếc vương miện danh giá của mình. Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam cũng là một trong những thí sinh được nhiều nhà tài trợ của cuộc thi năm nay chọn mặt gửi vàng và luôn nhận được sự quan tâm từ các chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Điều này khiến các fan sắc đẹp quê nhà vô cùng phấn khích và có niềm hy vọng về chiếc vương miện Miss Universe đầu tiên. Sau vòng phỏng vấn kính, Hoàng Thùy không kịp thay đồ, đã ngay lập tức tham gia vào buổi tổng duyệt, chuẩn bị cho đêm thi bán kết vô cùng quan trọng, diễn ra vào rạng sáng mai. Đứng cạnh đại diện Venezuela, đất nước được mệnh danh là cường quốc hoa hậu của thế giới, nhưng Hoàng Thùy vẫn tỏa sáng bừng bực, chiếm trọn spotlight bởi thần thái tự tin và nhan sắc nổi trội. Hoàng Thùy là một trong những đại diện Việt Nam có tinh thần thiện chiến nhất và đầy khát khao chinh phục chiến thắng khi đến với đấu trường nhan sắc quốc tế. Vì vậy, người hâm mộ đang rất háo hức mong chờ sự thể hiện của cô nàng trong vòng bán kết sắp tới. Tin chắc rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm của mình, Hoàng Thùy sẽ là cô gái tỏa sáng nhất tại Miss Universe. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.